Cuối giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch Covid-19 để nắm tình hình và triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với dịch trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương nằm trong diện nguy cơ cần phải cảnh giác và thận trọng nhất là khi thời gian qua các hoạt động giao thương liên tỉnh diễn ra liên tục trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của các thành viên ban chỉ đạo, hiện công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 đã được triển khai từ sớm, công tác kiểm soát người nhập cảnh tại sân bay và các khu cách ly tập trung đang được thực hiện chặt chẽ. Tất cả các cơ sở y tế đều đảm bảo đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, cho đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 16 trường hợp nhập cảnh trái phép. Nhiều ý kiến tại cuộc họp đề nghị thành phố nên tái kích hoạt ứng phó dịch bệnh để nâng cao sự cảnh giác của người dân tuyên truyền thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, đồng thời bổ sung thêm trang thiết bị y tế, nhất là máy xét nghiệm Real-Time PCR. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam thống nhất với đề nghị của các sở ngành yêu cầu các địa phương tập trung theo dõi như trường hợp về từ vùng dịch, tạm thời dừng các hoạt động sự kiện tập trung đông người. Phó Chủ tịch Lê Quang Nam cũng đề nghị Sở Y tế tập trung lực lượng ứng phó với chủng mới của SARS-CoV-2, chủ động truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm diện động. Yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường quản lý tại các cửa khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.